送了许多，更感苍天欠公正，已不甘再安于天空，偏偏感到孤清，原来已早说是那热爱是片片真情，一生里怎知方式会必定，这一生那一天安定，深宵一个孤影，人面冷冰冰，已消失了当欢声，笑吧，一生他要必胜，痛哭一铺铺输走了温馨，笑吧，浪漫地转身尽情，痛哭空虚中驱不散孤清，剩了多少次，多少次，还有几多番比拼。ông chánh à, có chế bài không? Không cần tôi giúp không? Được, chia bài. Hay là thùng kêu bài hả? 2000 đó. Tôi không theo. Hả? Còn anh? Tôi không theo. Ông chánh, thầy hết ra cho tôi. 2000 lớn thêm 2003. 2003. Tôi theo giá này. Sẵn lỡ thua rồi. Đây, 2003. Ông chánh à, dỡ bài đi. Hay à, thật đúng là đổ thần đó mà. Hay à, anh tôi thua liên tiếp mấy ván, thiệt là phục ông quá. Chút định thôi. Chơi bịp à? Chơi bịp gì? Tôi dám chơi dám chịu mà. Bốn con ếch đó. Cái tay của tôi không có cử động được, nhưng mà cặp mắt của tôi không đuôi được. Ê, bị thua làm dữ sao? Cái thứ đổ thằng này, làm ơn đi về đổ phân đi. Mấy cái trò nhỏ này qua mặt được tôi sao hả? Các anh quá ngây thơ rồi. Anh nói vậy có nghĩa là không chịu thôi. Tôi dám chơi dám chịu mà. Hôm nay tôi không nể mặt anh nữa đâu. Tại vì tôi thấy tội nghiệp cho ông thôi. Ông còn dám gây chuyện hả? Ông có tay có chân mà. Đánh tôi đi. Đánh đi. Anh xứng sao? Hey, anh đúng là con sâu ở trong giới đổ giới mà. Cho dù bữa nay tôi chơi chết anh cũng không có ai dám lên tiếng đâu. Lôi nó ra ngoài. Đi, đi ra ngoài đi. Đi. Ông thì là có chí lắm, nhưng mà có chí cũng vô dụng thôi. Bây giờ ai nấy đều coi ông như là con chuột. Đẹp ca, vậy thử chân của hắn coi có cứng hay không. Được. Ngừng tay. Anh Quê à, tại sao anh tránh lên xe của Hà Hồng vậy? Thôi bỏ đi, về ngủ. Đỗ thần quay phong ngày hôm xưa cũng bị nông nổi này nữa hả? Thật ra thì anh muốn gì? Anh còn có giá trị lợi dụng đó mà. Nếu mà bị người ta đánh chết vậy, thật là lãng phí đó. Anh muốn chơi trò gì đây chứ hả? Hả? Tôi muốn biết Châu Tư Quê là cái thứ gì hả? Xin lỗi nha, nó không có quan hệ với tôi. Tôi muốn biết chuyện xưa của hắn. Tôi không có muốn nghĩ là chuyện xưa nữa. Tiền bạc không thành vấn đề đâu. Nhưng mà hoàn cảnh của anh bây giờ thì cũng không nên chống nha. Tôi không có muốn kiếm tiền này của ông đâu.
Anh cứng cổ làm gì chứ? Châu Tử Quê nó coi anh là kẻ thù đó mà. Sao anh lại... Thôi khỏi cần nói nữa Hào. Tôi không tệ đến nỗi làm con chó của anh được. Cho tôi xuống xe đi. Thiệt là gan dạ. Xuống xe. Là cậu à? Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Cậu đã có trả lời rồi mà, còn hỏi để làm gì nữa? Tôi chỉ muốn hỏi ông, ông đã bàn những chuyện gì với Hà Hồng? Nếu mà cậu tin tôi, cậu vốn không có hỏi tôi. Nếu mà cậu không tin tôi, thì dù tôi có trả lời cũng đâu có ý nghĩa gì. Đôi tay của ông, tuy tôi đã bị thua, nhưng mà tôi thua một cách rất an lòng. Ông Sâm à, về việc nợ nần của Cao Chánh phải xử lý làm sao? Anh thiếu bao nhiêu? Ở cái sòng bạc bên ngoài, anh đã thiếu 650 ngàn. Ngoài ra còn lợi dụng danh nghĩa ông Sâm để mượn nhiều nơi, hết thảy 230 ngàn, tổng số là 880 ngàn. Cao Chánh thua đến nỗi đi cầm cả nhà. Thằng Long đã tới đổ trường, muốn mà chuộc lại nhà cho Cao Chánh. Các chú nghĩ sao? Cao Chánh đã không phải là người của đổ trường mình, nợ nần bên ngoài của anh mình không cần gánh. Tôi nghĩ chuyện này mình bỏ qua nha. Hôm xưa mình không giết anh, tôi nghĩ bây giờ mình cũng không nên ép anh chết. Cao Chánh nên bị chết từ đầu. Chỉ có một mình anh là cho hắn con đường sống thôi. Bây giờ không có lý do gì mà gánh nợ cho hắn nữa. Cư sĩ nghĩ sao? Tôi chỉ có 4 chữ. Ông tự chuốc lấy. Phải. Ông tự chuốc lấy. Nhưng mà tôi thấy Cao Chánh hôm xưa đã lập nhiều công lao và kiếm nhiều tiền cho đổ trường. Tôi nghĩ nên cho ông một con đường sống. Như vậy phải làm sao? Mình thanh toán món nợ này với ông, với điều kiện là các sòng bạc khác không cho ông tới chơi nữa. Như vậy ông được lời lắm đó. Quê à, không ngờ cậu với người tốt với Cao Chánh lắm. Ngài thượng anh Sâm dạy mình làm việc phải nói đến đạo nghĩa. Tôi thấy mình nên làm tròn bổn phận. Hơn nữa với khả năng Cao Chánh bây giờ, không làm tổn thương đổ trường được đâu. Nếu có thì sao? Tôi sẽ gánh. Anh nói gì? Đừng gây gỗ nữa. Tôi quyết định làm theo ý của cậu Quê. Quyết định vậy đi. Anh Sâm, cảm ơn anh đã ủng hộ cái nhìn của tôi. Cảm ơn cái gì? Thật ra lâu nay tôi làm việc chỉ coi việc không coi người. Tôi thì là không phục anh. Tôi cũng không phục Cao Chánh lắm. Thâu một đứa đệ tử tốt. Ừ. Chỉ tiếc là... Ừ. Qua uống ly rượu đi. Cuộc đấu giữa cậu và Hà Hồng sắp bắt đầu. Chuẩn bị ra sao? Em vẫn chưa nghĩ ra cách nào khống chế được lỗ tai đường đỏ. Bây giờ em lo là khi Hồng Hà biết được, chừng đó có thể bị thua. Nhược điểm của cậu có mấy ai biết được? Có anh, có em và Cao Chánh. Vậy là nguy. Nếu như Hà Hồng đi kiếm Cao Chánh thì... Mấy hôm trước em có nhìn thấy Cao Chánh lên xe của Hồng Hà? Không chứ hả? Cẩn thận là hơn. Lại con ếch nữa. Thùng phá sánh kêu bài. Tôi đi hết tích kê trên bàn. Tôi còn theo.
Xin lỗi nha. Lần này thật là hay quá. Biết được Châu Tử Quê khi mà chơi lòn thì lỗ tai bị đỏ. Ông Hồng à, lần này chúng ta hết thua rồi. Như vậy thì ai để giúp mình? Gửi con băng này tới vậy. Coi bộ cũng giống mình. Người đó muốn lạc kính xâm bị thua thôi mà. Lương à, đừng có sơ ý nha. Coi chừng bị giàn trá đó. Tôi biết làm à. Nè, đừng có uống nhiều quá. Ngày mai anh còn phải đấu đó. Chia bài đi. Tụ này. Một đôi già. 7, 8, 9, 10 bồi. Wow, cù lú ếch. Thất bại. Hay à, người có lỡ tay, ngựa có lỡ móng mà. Huống chi bây giờ anh uống quá chén. Ông Sâm đã kêu anh ra đấu, đương nhiên là ổng không có nhìn lầm người đâu. Bình tĩnh đi. Cứ cho anh biết, trận đấu ngày mai ngoài việc thử thực lực của tôi, còn là một cơ hội cuối cùng tôi cho Cao Chánh. Tới giờ rồi, mời đại biểu của đôi bên vào sân. Hai vị, cuộc bài này không có hạn định số vốn. Nếu như mà một bên bị thua không còn gì để chơi nữa thì đối phương sẽ thắng. Ván bài bắt đầu. Mời hai vị kiểm bài. Gia cơ kêu bài. 5 triệu. Tôi theo. Đôi hai kêu bài. Tôi tố 5 triệu. Ba con hai kêu bài. Coi bộ số may mắn ở bên tôi đây nha. 10 triệu. Không đi. Ba con năm thôi. Kêu dữ vậy? Tôi theo. Tôi còn một lá bài chưa chia thì làm sao biết tôi không phải là bốn con hả? Thank you.
5 triệu bạc. Tôi theo, 5 triệu. Tố thêm 10 triệu. Tôi theo. Tố thêm 20 triệu. Khi biết được Châu Tử Quay chơi lòn thì lỗ tai bị đỏ. Ông Hồng, lần này chúng ta hết tour rồi. Hai chục triệu. Tôi theo. Và tổ hết luôn. Tôi chỉ có cụ lũ năm thôi. Muốn coi anh có phải là thùng phá sảnh không? Tôi không theo. Cho tôi ly nước. Nè, thằng Quê làm gì đi? Cứ coi tiếp. Sao hắn khẳng định thằng Quê không phải thùng quá sảnh gì? Còn nghỉ 15 phút. Tôi không phản đối. Đôi bên đồng ý nghỉ 15 phút. Em thật là không ngờ Cao Chánh đã đi bán rẻ em 5 lần 7 lượt như vậy. Rất có nhiều người như vậy. Hết thuốc chưa? Nè, đừng uống nhiều quá. Lát hết bình tĩnh đó. Đỗ Trường có dẫn nổi hay không là do cậu đó. Yên chí đi sao? Em không khiến anh thất vọng đâu. Giảng bài tiếp tục. Khoan đã. Ông Lương, ông Hồng, bây giờ hai ông hối hận vẫn còn kịp mà. Tôi nghĩ câu nói này anh nên nói với ông chủ của anh là hơn. Như vậy tôi không giúp gì được cho hai ông. Anh đã lại nhảy xong chưa vậy? Bắt đầu đi. Tiếp tục. Muốn hù tôi hả? Đừng có hòng. Mời trái bài. Qua ba lá cho tôi. Cảm ơn. Xin mời hai vị bỏ tiền. Xô kêu bài. Lá đầu tiên là con ếch. 5 triệu. Lớn chút nha. 10 triệu bạc. Chị bài. Một đôi ếch đó. Như vậy 20 triệu. Tôi theo. Tố anh thêm 20 triệu. Và 500 ngàn đồng. Ba con ếch kêu bài. Tôi ba con ếch đó. Ở trên bàn của anh có khoảng 40 triệu thôi. Tố hết. Dỡ bài giùm tôi. Mở bài ra coi đi. Ê, tôi phải chơi luôn cái phần đấu trường của ông Hồng. Chỗ này là cổ phần về sản nghiệp của ông Sâm, trị giá khoảng 570 triệu đó.
Chúng tôi đã nhờ hội kỹ sư chuyên nghiệp để tính toán. Đây là bản báo cáo của họ. Có thể tiếp nhận. Chỗ này là cổ phần đối trường của ông Hồng, trị giá 500 triệu, làm phiền. Được, đôi bên dỡ bài đi. Muốn giả dạng Tùng Phát ảnh hù tôi à? Không có dễ dàng đâu. Con ếch bích ở bên tôi đây nè. Bốn con ếch. Bồ nhỏ anh đi học cờ bạc. Ngoài Thùng Phát ảnh ếch già đầm bồi 10, còn có 90 bồi đầm già hay sao? Tại sao lỗ tai anh bị đỏ vậy? Tôi ngoài việc khẩn trương khi uống say rượu, lỗ tai tôi cũng bị đỏ mà. Anh không biết hay sao? Anh giỏi thiệt. Cạn ly. Ông Sâm, lần này phải chúc mừng ông không xuất thế gì mà giật được đổ trường của Hà Hồng. Thật ra lần này công lao lớn nhất là cậu Quê. Em thấy công lao lớn nhất phải là anh Sâm. Nếu không phải anh dạy em uống rượu sai thì em sẽ không giải quyết được nhược điểm này đâu. Vậy cũng phải. Lần này tôi là được anh Sâm ăn bài tỉ mỉ, nhưng mà cũng phải nhờ vào tài điên của cậu mới thắng được đó. Quê à, tôi thì là phục cậu. Thật ra lần này thành công được cũng phải cảm ơn một người. Ai vậy? Nếu không phải Cao Chánh báo với Hà Hồng, cậu Quê thắng được dễ dàng vậy sao? Ê cậu, đừng có nói thêm. Phải, anh nên tặng lại món quà hậu trọng. Tối nay phải thử tài nghệ của em đó. Đồ đạc này là của nhà mình đó mà. Lên trển coi thử. Chuyện gì vậy? Nè, các người làm gì vậy? Hãy mau ngừng tay đi. Quê à, cô giở trò gì đây? Tôi tới tặng quà đó. Cậu điên rồi à? Tôi không điên, kẻ điên là ông. Thật ra thì cậu muốn gì đây? Ông phải rành lắm chứ. Hà Hồng đã cho ông bao nhiêu tiền? Ban đầu tôi tưởng ông còn một chút tính người, thì không ngờ ông không bằng một con chó. Em nói cái gì vậy hả Quê? Ông là sư phụ của em đó. Tôi không có thứ sư phụ bán rẻ đệ tử mình. Tôi cho ông biết, đây là sản nghiệp của Đỗ Trường. Tôi bắt ông phải dọn đi trong 3 ngày. Anh Sâm, từ nay em không muốn ai nhắc tới cái tên Cao Chánh nữa. Cho xe chạy. Dạ. Anh Sâm. Ừ, qua bên đây. Ờ, cảm ơn. Quê, lần này cậu đã lập công lớn, tôi định thăng cậu làm phó giám đốc hành chính. Anh Sâm mà em lo là không làm nổi đâu. Vậy nghĩa là coi tôi không biết nhìn người hả? Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng mà. Ừ. Cậu, ngày mai hai người phải hợp tác chặt chẽ nha. Cư sĩ, mai này họ có làm lỗi gì nhắc nhở họ nhiều nha. Tôi biết rồi. Ông Sâm có lá thư. Ừ. Rốt cuộc hắn đã tới rồi. Sân khẩu Triết Giả. Có phải lần trước cái người định mời anh tổ chức liên minh cờ bạc toàn cầu không? Ừ. Anh Sâm à, không lẽ Triết Giả tới đây là chuyện này? Vì chuyện gì cũng mặc, ông là bạn bè của đội trường,
mình nên tiếp đãi ông. Quê, chuyện này giao cho cậu. Ừ, nếu không gì em đi nha. Ê, chờ chút. Nè, căn nhà này do Đỗ Trường tặng cho cậu. Cảm ơn anh Sâm. Hãy ráng nha. Ừ. Ông Sâm à, dù sao cậu Huệ cũng là người của Cao Chánh. Ông tín nhiệm cậu như vậy tôi lo. Tôi hiểu rất rõ tánh của thằng Huệ. Bây giờ nó đã bỏ được Cao Chánh thì nó nhất định tận hết sức giúp tôi. Anh Sâm à, anh hãy cẩn thận là hơn. Cậu, nó chỉ là con nít thôi, sao lại ganh tị? Không phải, em chỉ nghĩ tốt cho anh thôi. Tôi biết. Cho nên có một việc quan trọng hơn phải giao cho anh đi làm. Anh Sâm à, anh căn dặn đi. Thấy không, căn nhà lớn chứ hả? Ừ, lớn. Ba thấy có thông hơi không? Thông. Tặng bà vợ cho ba nha, chịu không? Ừ, có tiền không nữa. Căn nhà này thiệt tốt chứ hả? Quả lớn thì ông chủ có con thiệt tốt với con đó. Nhà này dĩ nhiên phải đẹp rồi, lúc xưa của Cao Chánh mà. Mai mốt mình sẽ kiếm người sửa sang lại nha. Ê ba, ba làm vợ rồi, thằng con của ba giỏi quá, được thăng chức vợ nhà lớn nữa. À, dĩ nhiên rồi, nếu mà ba không có bỏ hết công sức nuôi nó lớn thì hôm nay nó đâu có giỏi như vậy chứ. Cho nên nói giỏi nhất là ba mà. Thằng à, muốn anh tặng quà gì cho em? Tặng cho em? Nè, ngoài người chồng ra thì cái gì cũng được. Tại vì nếu vậy thì cũng như là đánh bài mà không bao giờ được tới. Mà đừng có nói bậy như vậy, nếu như chị Hân chỉ muốn kiếm bạn trai hả? Thì bọn con trai nó sắp hàng từ đầu phố tới cuối đường cũng chưa có xong nữa đó. Nghe chưa? Có thiệt hay không? Chị thì là chị em tốt. Nè nè anh Quê à, chị của em đã tỏ lòng rồi, còn việc anh em xử sao đây? Chụp nha. Cái này. Nè, tặng cả vợ cho anh xài đó, thấy có được không hả? Ây à, tặng cái xe Vespa cho em hả? Ây à, đã quá, đã quá. Thì ra phong cảnh ở đây đẹp thật. Em cười gì vậy? Ban đầu em cứ tưởng là anh vì chuyện của chú Chính mà anh cũng có được vui đấy chứ. Đi lâu biết sức ngựa, ở lâu biết làm người. Bỏ đi, bây giờ anh phải làm lại từ đầu, giúp việc cho cha vợ. Ai là cha vợ của anh? Vậy mà còn phải hỏi à, nên phải nói như vậy nè à, giúp việc cho cha vợ tương lai. Điền thiệt đó, nói chuyện có đàng hoàng chút gì hết. Còn nữa nè, bây giờ anh phải làm gì có Đỗ Trường, cần phải cẩn thận một chút xíu đó nha. Quê nha, anh là châu tôi quê đó mà. Bộ tưởng là thằng Cường hay sao? Thiệt ra em thấy anh Cường làm được việc lắm, mà sao anh không giúp cho anh? Anh đã có nghĩ cho anh rồi, em đừng lo mà. Bà xã à. Anh đang nói bị bà như vậy đó hả? Đánh anh. Phải cho em nếm mùi mới được đó nha. Ây da, anh đừng bị bỏ đó. Đừng có giúp cho em đó mà. Nè, ba biểu gì ăn cơm. Nè, 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 bắt cho viên trả. Nè, chết em nè, chết em nè, chết em nè, chết em nè. Mau lên trên đi. Đi thẳng một chút. Đi mau lên đi mà. Tỉnh táo một chút nha. Hay là mới đi đã cho em làm chủ quản rồi, cũng có được không đây? Bây giờ có ai nói anh không xong đâu, tôi nói anh xong là xong mà. Bây giờ phải là bánh trai không, đầu tóc này đẹp đẽ. Phải ráng chút nha, đừng làm anh hai mất mặt mà. Đi. Cái lưng thẳng chút mà. Chào quê. Anh Tâm, hôm nay ngày đầu tiên anh Cường thẳng chức, coi chừng giùm nha. Không thành vấn đề, người của anh Cường lanh lợi lắm, nhất định là được mà. Chúc mừng anh Cường nha. Anh Bê à, hai người qua đây. Nè, anh Cường đây được thăng làm chủ quản. Từ nay hãy ráng ảnh để mà học nghề đó. À, chúc mừng đầu gà. Cảm ơn. Bộ điên rồi sao hả? Còn kêu là đầu gà, phải kêu là anh đầu gà. Phải không vậy anh đầu gà? Hay à, đã lâu lắm không có xài tới em rồi. Lát nữa chờ anh Quê tan sở đi đảo một vòng nha. Cương à. Nè, tan sở chưa? Tan sở rồi. Đảo một vòng nha. Không được, đang bận việc mà, để khi khác đi nha. Nè nè, vậy tối nay có rảnh không? Tối nay chỉ có anh với em thôi. Ủa, anh đầu gà, hôm nay được nghỉ sao không về khách sạn?
À, thì ra là lau xe. Mất dịch rồi, mất để đâu vậy? Anh đầu gà không phải là lau xe, vuốt ve thôi. Nói cái gì? Chúng tôi nói chuyện thôi, cái gì không được sao? Bỏ đi em út à, người ta tốt số có đại ca tốt như vậy, đừng có ganh tị mà, hãy ráng làm đi nha. Tôi biết rồi mà, anh hai. Có giỏi á thì xuống xe đi. Chuyện gì? Ê, nè, bộ chán lắm rồi á. Bộ chán lắm sao? Không biết bây giờ anh quê ở đâu nữa. Ê, chắc là ở đổ trường. Lại là đổ trường. Ê, ảnh làm giám đốc đó mà. Giám đốc rồi sao? Không lẽ đảo dài dòng với mình nữa không được hay sao hả? Quê, người ta bận làm việc đàng hoàng, không lẽ bỏ hết sao? Việc đàng hoàng cái gì? Thà là ba đứa mình trở lại như hồi xưa chịu cực còn hơn. Quê, anh không thích làm chủ quản hả? Tôi không biết nói sao nữa. Dĩ nhiên tăng lương là tốt, nhưng mà hay là tôi không biết nữa. Tôi thiệt thà như hai anh vậy. Tụi mình thích cái gì cũng không biết. Thằng vuốt ve, thằng nịnh bợ, thằng bợ đích, họ đều gọi tôi như vậy đó. Tôi thiệt chịu không nổi. Thì tôi cũng vậy. Tôi thà là họ đừng có tốt với tôi quá. Nè, cô nói gì đó? Biểu anh phải cố gắng hơn. Anh hai nghĩ tốt cho anh thôi. À, xin hỏi ông dùng gì? I don't like today's set dinner. What do you recommend? Crepes steak is very good for you. Oh no. Or roast beef is okay. One please. How would you like your roast beef, sir? Rare, medium or well done? Well done. Rare, please. Okay. Có được hay không hả? Không thành vấn đề mà. Giỏi thiệt đó. Nè, sẵn tôi xuống nhà bếp để tôi biên luôn cho anh. Được. Thịt bò sống nha. Được. Thưa ông, mời tự nhiên. Oh no. Hey, waiter. Cái gì? Tôi kêu rare roast beef. Anh gọi này là gì? Tại sao là well done? Anh không có rành tiếng Anh thì thôi, kêu người khác tới hầu tôi đi. Ok. Không phải tôi không biết tiếng Anh. Anh kêu thịt bò nướng mà. Tại đầu bếp làm lộn thôi, mắc mớ gì tôi chứ. Vậy có chịu đổi không? Không chịu cứ giám đốc tới gặp tôi đi. Ê, Cương à. Ngó cái gì? Bộ không biết tôi sao? Đồ điên. Ra ngoài đi. Dạ quê. Chuyện gì? Nói dân giải nghệ hả? Bây giờ là anh có lỗi đấy biết không? Là hắn gán tội tôi thôi. Anh đối xử với khách hàng như vậy, cuối cùng là lỗi của anh đó, anh biết không? Tôi thì không thể nhịn nổi nữa. Cái chỗ này là do tôi kéo anh lên. Anh nói nhịn không nổi nữa là bỏ đi. Tôi phải làm sao đây chứ? Ra làm việc thì chịu cực chịu nhục mà. Có ông chủ nào không chịu khó mới lại lên được chỗ đó chứ hả? Anh quê à, anh thiệt là không hiểu đâu. Tôi vốn không có thích thú về công việc này mà. Được, bây giờ anh muốn làm gì nói đi. Nói đi. Anh lại nói không ra. Làm đi, công việc này có tương lai lắm đó. Tôi không chỉ đường tối cho anh đâu mà. Tiểu Mỹ à, chào chú đi. Chào chú. Ừ, ngoan đó, thông minh và lanh lợi. Không ngờ mới đây tôi lại trở về Hồng Kông. Trong khoảng thời gian này hoàng cung sẽ ra nhiều chuyện lắm. Ông Sâm thì đỡ rồi, có Tử Quê giúp việc cho ông, còn lấy luôn đổ trường của Hà Hồng Hoa luôn nữa. Đúng là không đơn giản mà. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên đó.
Trời ơi, thì là xui quá mà. Shit. Ê, ê, ê. Trời ơi, bộ đuôi rồi sao hả? Đi cái kiểu này hả? Anh cái gì? Em xin lỗi nha. Lau lại đi. Lau đi. Nhậm. Tại sao suốt đời xui xẻo vậy chứ? Ba. Cái 15 điểm. Tay. Thiệt là hay quá. Nhắm một cái là trúng ngay. Chào gì? Kêu bà đó à. Bây giờ thằng con nó làm chủ quản rồi. Bộ giỏi lắm sao? Không có phải là hay ho. Nè, ông ráng làm đi nghe hả? Sao hả? Cái gì vậy? Ăn hết. À, giờ có lộn hay không đây? 20 điểm mà cũng bị thua sao? Sao kỳ cục xui quá vậy nè? Gì à? Uống nước không? Con đãi nha. Uống cái gì cũng bù không lại đâu. Vừa sắp vô thôi đã báo hại tôi thua tiền rồi. Thiệt báo hại mà. Đừng kéo nữa. Làm cái gì đây? Vậy mà cũng bị bể nữa. Mày đúng là báo hại mà. Khi không lại sáp vô làm gì chứ. Đứng mấy gián tao bị thua đủ mấy gián à. Con đã kêu gì đừng kéo nữa. Nếu nghe lời con đâu có bị thua chứ. Không có mày đứng ở đây tao lấy 10 lá cũng không bị bể đâu. Cũng tại mày thôi, cái đồ mắc dịch. Đừng có ghen tuông. Bà chửi đã chưa? Bộ tao sinh ra để cho bà chửi hả? Cái gì hả? Chết đuổi tao à? Con ngủ đi. Nè, chuyện gì? Không có gì. Nó là con của tôi thôi mà, đủ gì. Đừng có hòng. Tôi không có thích con này. Bà câm miệng đi. Nè, mắc quán gà rồi. Lần này nhận bà con đó. Lâu nay vẫn vậy đó mà. Nè, mày nói cái gì? Nè, đừng mà. Đừng mà. Đi đi. Tôi cho anh biết nha. Anh đừng nghĩ là con quay chống lưng. Đánh lộn trong đấu trường anh không che nổi đâu. Không cần nói thêm. Bây giờ tôi không làm nữa được chưa? Vượng à. Đâu gà? Anh Huy. Sao nóng nảy quá vậy? Tôi không muốn vậy đâu. Cùng lắm khi có tiền tôi đền lại cho anh. Đền cái gì chứ? Tôi muốn nói việc làm của anh kìa. Tôi không làm nữa. Không làm nữa? Vậy là bây giờ anh làm cái gì? Anh nói cho tôi biết đi hả? Tôi nói không làm nữa là không làm nữa, hỏi gì chứ? Bây giờ tôi bị đụng xe. Bị đụng chiếc xe Vespa mà anh tặng cho tôi đó. Anh có thấy hay chưa? Xin lỗi. Sao hả? Không có sao chứ? Nè, như vậy nha, xe Vespa hư thì bỏ đi, mấy mốt tôi sẽ mua tặng lại cho anh chiếc khác đó mà. Tôi không thèm. Thôi được, anh không muốn về đấu trường thì thôi, bỏ đi. Anh muốn làm ăn gì thì cứ nói đi, tôi sẽ được vốn cho anh mà. Tôi không thèm mà. Bây giờ như vậy anh muốn cái gì chứ? Anh cho tôi biết có được không? Tôi không muốn chuyện gì cũng phải nhờ anh cả.
Mấy người ở trong đổ trường, họ nói tôi là con chó của anh, là thằng bảo đích đó. Người ta nói gì mà kệ người ta, không để thuốc cầm họ hết hay sao? Mình là anh em tốt đó mà, tôi hiểu anh đó là được rồi đó. Chính vì mình là anh em, tôi chỉ mong anh cho tôi quyết định việc làm của tôi thôi. Anh có hiểu hay không hả? Triết giả, theo lẽ thì bên đó khá lắm chứ. Sẽ có phát triển về ngành du lịch mà. Phải. Đây. Hả? Chuyện gì? Chị nói là cho con như mua kem ăn. Ừ, được. Con đi theo chị đi ha. Nhớ là đừng có chạy tứ tung ha. Hả? Coi chừng đó. Dạ được, đi đi em. Mình đi. À, này ông Sâm à, ông có biết Cao Chánh đi đâu không? Tôi thì không biết. Thiệt là tiếc. Không ngờ một cao thủ lừng danh như vậy bỗng nhiên lại bị mất tung tích. Anh Triết Giả, sao mới đây anh lại thấy chán rồi? Bây giờ Liên minh Cờ Bạc Toàn Cầu phải nhờ anh tổ chức đó. Tôi thì là không đủ sức. Hề, anh đừng có nói như vậy. Với danh vọng của anh không làm chủ tịch thì ai làm đây chứ? Nói thiệt nha, tôi không muốn đổ giới như là một bãi cát dụng. Cảm ơn anh ủng hộ. Nếu như anh làm chủ tịch, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi đã già rồi, và cũng không có ý định làm chủ tịch của liên minh đâu. Vậy thâm tâm của ông có nhân tuyển thích hợp không? Cao Chánh không có ở đây, tôi thiệt nghĩ không ra có người nào thích hợp chỗ này. Vậy thì phải. Nghe Mỹ à, em hãy ráng thổi cái bồng bóng nó lớn lên như vậy đi nha. Mau lên đi ha. Ây da, được không? Sao đó? Ây da, bị bể rồi kìa. Thôi làm lại đi, làm lại đi. Đó, làm lại đi nha. Làm lại đi ha. Đây nè, thổi lên gì đó. À, được rồi nè. Ây, được rồi, để coi thử coi. Em không có thể chụp tới đâu, nó đã bay cao lắm rồi kìa. Thiệt đầy quá, để mà tự do trên khăn kìa. Em cũng được nữa mà. Nhưng mà có cái anh gì đứng cản đó, chị ra kìa. Chị ra kìa. Không có được đâu. Chỉ một lần thôi mà. Nè anh Lương, anh hãy tới xe lấy cái máy chụp hình dùm cho tôi đi. Đi đi. Dạ, cô Hai. Anh Lương à, chuẩn bị đã bị người ta bắt đi rồi. Kiếm nó mau lên. Ở đâu? Ở bên kia kìa. Đưa máy chụp hình cho tôi. Chị mau lên. Hả? Sao các người mau vậy? Nó thiệt là nặng quá à. Thiệt là quá tuyệt tự do thoải mái trời, cảm ơn anh. Anh hả? Em bé à, chị chỉ biết đánh người ta thôi. Là con trai hay là con gái, nói mau đi. Chị Hân à, lần này phải thay đổi hình tượng nữa nha. Tại sao đổi? Chị coi kìa. Vừa rồi ăn kem không có chịu chịu miệng hết, dính vô miệng hết rồi nè. Coi thử coi. Chị Gia Kỳ à, lát nữa mình đi đâu chơi đây chị Gia Kỳ? Tùy tùy em. Em không biết đâu, nhưng mà em muốn đi chơi với cái chị mà giống con trai kìa trước đó. À, là chị đó hả? Để lát mình gọi điện thoại cho chị. Không